Hello, xin chào mọi người. Bình thường là mình chuyên ra khoe là hàng đi hàng về đúng không? Nhưng chưa bao giờ khoe tiền. Ngày hôm nay có một bạn đó chưa có ai xem video luôn. Ôi, giật tắt đi Hòa ơi. Hôm nay bạn ấy đến tận văn phòng để thanh toán tiền. Mình qua mình vớ được nên mình phải live stream ngay lập tức. Có bạn nào đang xem video live stream không? Mọi người, xin chào. Tập trung đến tiền đi, công kế toán nhà chị nó thủ đấy. có muốn chơi game không? Nhân cơ hội là mình sắp được nhận một đống tiền rất lớn ở đằng kia. Do một nhà phân phối mang tận đến đây nên là mình đang phởn, muốn tặng quà cho mọi người đây. Đang đi thanh toán tiền nhưng mà rất là vui. Thanh toán tiền nhưng rất là vui. Thôi kiểm tra cái kia đi để chị giao lưu với mọi người. Người ngồi đằng kia là nhà phân phối Lưu Thị Hòa nha mọi người. Xin chào Lê Liên, xin chào Lan Anh. Mình thể lệ cuộc chơi một chút nhá. Hôm nay là 31 rồi, ngày mai sang mùng 1 rồi. Tặng quà hôm nay đi để cho mọi người phấn khởi. Mọi người chỉ cần chia sẻ, bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng. Kết thúc live stream chuyển khoản ngay lập tức đây. Tiền mặt có ở đây thì chẳng có lý do gì mình không chuyển đúng không? Xin chào Thu Hiền nhá, xin chào Phạm Kim Tiến, xin chào Nguyễn Hòa. Mình sẽ chọn thêm 10 bạn may mắn tiếp theo. Chỉ cần việc chia sẻ video live stream của mình thôi. Ấn nút kết bạn và rung đùi chờ đến khi mà mình chọn ra 10 bạn may mắn để tặng quà nha. 10 suất ủ trắng Linh Hương. Xin chào 116 người đang xem video live stream của mình. Các bạn hôm nay bán hàng thế nào, làm việc có hiệu quả năng suất không? Các bạn đã tiền tinh về tài khoản chưa? Hôm nay mình không chỉ có tinh về tài khoản, còn bạn ấy vừa tinh, bạn ấy còn vừa mang đến tận nơi để cho kế toán kiểm tra đếm kiểm đếm đó mọi người. Mọi người đoán xem em ý đem đến đây thanh toán bao nhiêu tiền? chào bốt đã chia sẻ, các bạn chỉ cần chia sẻ thôi, sau đó ấn nút kết bạn và chờ đợi cái sự may mắn nhá. Ai mà đoán đúng nhất là ngày hôm nay bạn ý đem đến đây bao nhiêu tiền để thanh toán, mình sẽ tặng thêm 500.000 tiền mặt nữa. Ngoài 500.000 tiền mặt chia sẻ nhiều nhất này, sẽ 500.000 tiền mặt dành cho bạn nào đoán đúng nhất là bạn ý mang đến bao nhiêu. Cứ nhìn kế toán như kia đó, đang rẹt đấy, vào đấy mà tự ngồi nhẩm tính xem là bao nhiêu tiền nhá. Tóc mới xinh lắm chị ơi, chị không biết tại sao mà chị nhìn nó cứ hơi dại dại ấy. Chị vẫn chưa tự tin lắm, ngày hôm nay chị chỉnh mãi chị mới dám ngồi trước live stream đấy. Xin chào Phạm Thị Thu Huyền, chị nhận được 1 tỷ chị báo nha. Ngày hôm nay Phạm Thị Thu Huyền ủy nhiệm chi cho chị vẫn chưa... chị vẫn chưa nhận được, bao giờ nhận được chị báo nhá Huyền ơi. Xin chào chị Triệu Hằng, em nhắc lại một lần nữa này, mọi người chỉ cần chia sẻ video live stream, ai chia sẻ video live stream nhiều nhất em sẽ tặng 500.000 tiền mặt. Và ai đoán đúng số tiền mà ngày hôm nay bạn ấy mang đến đây, không kể chuyển khoản nhá. Chuyển khoản là em không nói đâu, mà không kể chuyển khoản, ai mà đoán đúng cái số tiền mà đang có ở đây thì em sẽ tặng thêm 500.000 tiền mặt. Và 10 bạn may mắn là chia sẻ video live stream ấn nút theo dõi thôi. Và sau đó em sẽ chọn ra 10 bạn may mắn tặng cái sexy girl này. Đây, cái người mà mang tiền đến đây, cái người mà mang đến phần quà trị giá sắp đến 1 triệu đồng dành cho các bạn là người ở đây. Bây giờ mình bảo là các bạn nên hối nộ để nó nói xem là nó mang đến bao nhiêu tiền. Đừng có ai inbox cho mình nha, mình không nói đâu. Tiền nhiều quá bốt ơi, thật sự là ngồi cạnh tiền mình nóng quá, mình đang ăn mặc như thế này mà nóng vã hết mồ hôi ra luôn mọi người ạ. Bởi vì hôm nay hắn ấy mang đến nhiều quá. Em chia sẻ rồi chị, nếu ai chia sẻ rồi thì cứ chờ chị kết thúc live stream nhá. Sau đó chị sẽ đăng một dòng trên trang cá nhân của chị. Các em chỉ cần chụp ảnh lại cái chỗ đoạn các em chia sẻ thôi. Chỉ cần chia sẻ một lần duy nhất trên trang cá nhân. Và chị sẽ chọn ra 10 bạn may mắn nhất tặng một ủy ủ trắng Linh Hương. Ủ trắng Linh Hương trị giá 199.000 này cho 10 bạn may mắn nhất. Nói chung ngày hôm nay không phải chơi, không phải gì cả. Các bạn chỉ cần chia sẻ thôi. Và sau đó thì các bạn sẽ ngồi chờ đợi và được tặng quà nhá. 10 suất sexy girl trị giá 199.000. Có nhiều người hỏi là tại sao chị tự tin mặc áo 2 dây vậy, rồi là tại sao dạo này chị Hương thoát xác thế. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì mình ủ trắng nhiều nên da nó sáng hơn, mình tự tin hơn. Ngày xưa đen xì làm sao dám mặc áo 2 dây như thế này. Đây nhà phân phối Lưu Thị Hòa mang tiền đến ạ. Có bạn đang đoán 5 tỷ. Ôi có bạn đoán 15 tỷ 800. Mọi người mạnh dạn đoán nha. Mọi người cứ mạnh dạn đoán đi. Có người đoán 15 tỷ 800 kiểu à kìa.
mọi người có thể nhìn vào số tiền em ý đấy, ở đây và em kế toán đang đếm để mọi người có thể đoán xem là bao nhiêu tiền mặt nhá. Xin chào 634 người đang xem, xin chào 647 người đang xem. Chỉ cần xem live stream, chỉ cần chia sẻ và ấn nút kết bạn là đã có quà rồi. Ngồi chờ sự may mắn nhá. Một tuýp ủ trắng này đây, em sẽ lấy ra cho mọi người xem một cái tuýp ủ trắng này bên trong này, dài không? Mọi người, một tuýp này chỉ có giá là 199.000 thôi. Nhưng mà em sẽ tặng ngay trong video live stream này dành cho bạn nào chia sẻ, ấn nút theo dõi. Và nếu bạn đấy là người may mắn, em sẽ tặng luôn 5 tỷ, 5 không đúng rồi, 6 tỷ. Hòa ơi, có phải mang đến 6 tỷ không em? Mọi người cứ mạnh dạn đoán đi đã. Hòa đang bảo mọi người cứ mạnh dạn đi. Còn nếu như mà mọi người yêu thích Hòa thì có thể ấn nút theo dõi Facebook của Hòa nhá. Đặc biệt là có thể nhắn tin riêng hỏi xem số tiền ngày hôm nay là bao nhiêu. Thấy em không bốt yêu, chị có thấy em nhá. Nguyễn Thị Ánh Quý 1 tỷ 6 này. Mình sẽ lúc sau tí nữa mình sẽ rất là đau đầu đây, phải chọn xem con số nào là con số chính xác nhất. Tại sao mà nhiều tiền như này em không chuyển khoản luôn? Nếu mà khi mà mình chỉ nhìn cái con số trên cái màn hình điện thoại thì mình thấy nó không có nhiều động lực, cũng không có nhiều cảm xúc ấy. Nhưng mà từ khi mà em cầm được một số tiền nó lớn như thế này thì những tháng sau em cảm giác như là nếu mà mình cầm được số tiền lớn thì mình sẽ có động lực càng lớn hơn. Giống như là mình thấy được cái động lực để tháng sau mình còn quyết tâm mình có số tiền lớn hơn như thế nữa. Bởi vì mọi người nhìn cái con số qua màn hình thì mọi người không nhìn thấy cái sự động lực ở đấy nhiều bằng cái việc mà các bạn cầm một cái số tiền bằng xương bằng thịt, đúng không? Bằng thịt luôn. Mọi người thấy không? Mặc dù hoàn toàn có thể chuyển tinh một cái từ Phạm Văn Đồng đến Trần Phú Hà Đông mình có thể nhận được luôn, nhưng mà bạn ấy vẫn quyết tâm là mang tận đến đây, ngoài cái tiền chuyển khoản còn mang đến đây nữa, bởi vì bạn ấy nói rằng là bạn ấy phải nhìn thấy thì bạn ấy cảm giác động lực hơn. Thực sự ấy, bình thường chúng ta khi mà chuyển khoản đúng không? Các bạn, ngay cả bản thân Hương cũng vậy, nhiều khi nhìn con số trên màn hình điện thoại không có cảm xúc nhiều bằng cảm giác là nấu niên. Lâu lắm rồi mọi người ạ, mới được ôm một cái đống tiền như thế này, cảm xúc nó rất là khó tả. Hôm nay khi mà nó mang tiền đến nó thanh toán ấy, mình giật mình và ngay lập tức mình bảo để cho chị live stream đi. Đó, mọi người nhìn thấy nhiều không? Đây là tiền 50, còn kia rất nhiều cọc tiền 500. Mọi người, em nhắc lại thể lệ cho những người vào sau một chút nhá. Em ý còn đang bận kiểm đếm tiền nên là mình sẽ giao lưu với mọi người. Mình nhắc lại một chút, các bạn chỉ cần chia sẻ video live stream về tường thôi và ấn nút theo dõi, bạn đã có cơ hội là một trong 10 người may mắn có thể sở hữu một cái em Sexy Girl trị giá 199.000 này. Nếu như mà các bạn muốn nhận 500.000 đồng tiền mặt, các bạn chỉ cần đoán xem số tiền ngày hôm nay bạn ý mang đến thanh toán cho mình là bao nhiêu. Nếu đoán đúng, tí nữa kế toán ngồi kia tổng hợp xong đoán đúng, chốt luôn, chốt rẹt cái mình chuyển khoản luôn. Và bạn nào chia sẻ nhiều nhất em tặng 500.000 tiền mặt. Đấy, phần chơi vô cùng đơn giản. Cái cảm xúc của em rất là khác. Mọi người hiểu cái cảm giác mà cầm một đống tiền không? Bình thường là chỉ nhìn thấy những con số ở trên màn hình điện thoại thôi, nhưng ngày hôm nay nhìn thấy nó bằng xương bằng thịt, cảm giác nó rất là khác mọi người ạ. Ôi, 75 tỷ, không đến 75 tỷ đâu Nguyễn Thị Hoài ơi, cao quá. Hôm nay ở đây là có một siêu mẫu nha mọi người. Siêu mẫu đang thanh toán toàn tiền tỷ thôi. Các bạn ý với kế toán thì đang kiểm đếm, mình sẽ tranh thủ giao lưu với mọi người một chút. 2 tỷ 6. Hòa ơi, có thể gợi ý không? Con số từ trên bao nhiêu, mắc trên bao nhiêu? Trên 2 tỷ nha mọi người. Trên 2 tỷ, trên 2 tỷ nhá. Trên 2 tỷ, chị đâu có đi đâu đâu em ơi. Đây là văn phòng của công ty mà. Đây này, biển logo Linh Hương đây này, mọi người có nhìn thấy không? Đây là tại văn phòng, tại trụ sở của công ty Linh Hương, không phải đi đâu hết mà là ở ngay tại trụ sở công ty. Bạn ấy đi xa từ chỗ Phạm Văn Đồng đến Trần Phú Hà Đông để thanh toán tiền đấy mọi người ạ. 12 tỷ 6 chị ơi. 12 tỷ 6 không phải. Mình sẽ gợi ý thêm nữa nhá, là trên 2 tỷ nhưng mà dưới 10 tỷ nhá. Dưới 10 tỷ, trên 2 tỷ dưới 10 tỷ. Mọi người thấy nó ác không? 2 tỷ nhưng mà lại còn dưới 10 tỷ, đoán từ 2 tỷ đến... Mấy cái bạn nói bạn đoán từ trên 10 tỷ, cho em thương nhiều bạn lắm nên là em gợi ý như thế. 15 tỷ không đúng nhá, 13 tỷ không đúng nhá. Bạn ấy nói là trên 2 tỷ dưới 10 tỷ. Mọi người nghe trên 2 tỷ thì mọi người cũng sẽ biết là nó ở khoảng nào rồi đúng không? Hãy lựa chọn thông minh để có 500.000 tiền mặt. Mọi người cho em mượn một tờ 500.000 tiền mặt được không? Để em đưa ra cho mọi người xem luôn. Đây 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 đây.
500.000 tiền mặt này sẽ dành cho bạn nào mà chỉ cần chia sẻ nhiều nhất, không cần đoán. Nếu mà không thích đoán thì chỉ cần chia sẻ nhiều nhất thôi. Chia sẻ vào nhiều nhóm hội sẽ có 500.000 tiền mặt. Còn bạn nào mà đoán đúng nhá, ai mà là nội bộ nội gián ở trong team của Lưu Thị Hòa có thể inbox ngay cho em nha. Inbox ngay cho Hòa để nhận 500.000 tiền mặt. Biết đâu những người trong hệ thống em sẽ tiết lộ thì làm sao, đúng không? Đây là một bạn, một trong những bạn có thành tích cao nhất trong hệ thống của Linh Hương. Ngày hôm nay tự tay mang tiền đến để thanh toán mọi người ạ. 2 tỷ 7, 8 tỷ, Quỳnh Trang 8 tỷ kìa. Hóa ơi, nói 8 tỷ xem có đúng hay sai đi. 8 tỷ không đúng nha, 8 tỷ không đúng đâu. 8 tỷ không đúng. Mình bật mí cho các bạn một chút là cái cô gái ngồi cạnh mình bây giờ nó đã thoát xác rất nhiều so với ngày xưa. Mình nhớ cách đây khoảng tầm 3 năm thôi. 3 năm trước hình ảnh của em nó không giống như bây giờ đâu. Không phải là không sang trọng hay như thế nào, nhưng mà ngày xưa em ấy rất là rụt rè, ăn nói em ấy rất là ngại để giao tiếp với người khác. Nhưng mà ngày hôm nay khác hoàn toàn. Live stream mặc dù mình không báo trước nhưng mà vẫn chuẩn bị và vẫn nói cùng mình nó đúng điệu được. Hòa ơi, rất là nhiều bạn hỏi là không phải là nhiều bạn mà cũng có nhiều người ấy, khi mà gặp chị cũng có thắc mắc là tại sao mà cái Hòa nó có thể thay đổi ăn nói. Ngay cả chị cũng thắc mắc luôn ấy. Thực ra thì em thấy thực ra bản thân Hòa thấy nếu mà các bạn được sống trong một cái môi trường tích cực, được làm việc trong một môi trường tích cực giống như là môi trường kinh doanh online, được gặp gỡ nhiều khách hàng, thì các bạn sẽ dần dần, các bạn sẽ hòa chung với cái môi trường đấy, các bạn sẽ dần dần trở nên tự tin hơn. Cộng với việc là mình thường xuyên là nỗ lực để trau dồi bản thân hơn, cũng như là rèn luyện cái kỹ năng của mình, cái nào mình chưa hoàn thiện thì mình cố gắng để mình hoàn thiện nó hơn. Thì chắc chắn rằng là trong chúng ta ở đây thì mọi người cũng có thể làm được như Hòa. Và chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để hoàn thiện bản thân hơn nhá. Ôi mình thực sự là mình rất là ngạc nhiên luôn đấy. Nếu như mà bảo, tại vì mình cứ ở cạnh Hòa thường xuyên mà, nên là mình cũng không nhận ra cái sự thay đổi nhiều. Nhưng mà đến khi mà mình ngồi mình nhìn lại cả một quá trình 3 năm, mình thấy đấy cả là một sự tiến bộ vượt bậc luôn. Khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa nhá, đến đòi hàng mà không có hàng còn khóc cơ mà, bởi vì không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, không biết nói ra bằng lời như thế nào. Nhưng ngày hôm nay khác hoàn toàn rồi mọi người ơi. Mọi người nhìn thấy không? Các bạn cứ dám vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình, dám vượt qua cái sự rụt rè của mình, thì chắc chắn là khi mà các bạn dám làm rồi, các bạn sẽ nhận thấy những cái nỗi lo của các bạn đấy nó chỉ là do mình suy nghĩ, mình nghĩ là như thế thôi. Nhưng mà khi mà các bạn vượt qua rồi thì các bạn hòa tin chắc rằng các bạn sẽ có khả năng. Và chúng ta ở đây ai cũng có cái tiềm năng riêng, và ai cũng tài giỏi, và ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể thành công. Đấy, tin vào bản thân cho nên là mình làm được. Mình nhớ đến câu chuyện của Hòa, mình lại nhớ đến câu chuyện cái xe bánh mì. Mình sẽ kể câu chuyện cái xe bánh mì cho các bạn nghe nhá. Thực ra thì ở một cái khu phố nọ thì có một anh chàng này, anh ý phát hiện ra rất là nhiều người hàng xóm của anh ý có một nhu cầu sử dụng bánh mì rất là cao. Nhưng mà ở khu phố đấy không có một ai bán bánh mì hết. Muốn ăn bánh mì phải đi 7 cây số. Và mỗi lần như vậy thì mất rất là nhiều công. Anh ý suy nghĩ là biết đâu mình mở ra một cái tiệm bánh mì con với một cái xe có thể bán được lãi 1 triệu đồng một ngày thì sao. Nhưng mà vì anh ta sợ quá, mọi người có biết là vì anh ta sợ cái cảm giác là mất đi cái 5 triệu đấy, nên là mãi mãi anh ta vẫn không làm được. Cuối cùng thì cô hàng xóm cô ấy mở cái veo một cái, cũng cái tiệm 5 triệu và mỗi ngày cô ấy thu về 1 triệu. Các bạn cứ nghĩ là các bạn sợ, nhưng đấy đâu không phải là nỗi sợ đâu, nó chỉ la lá nỗi sợ thôi. Các bạn có hình dung đến câu chuyện mà sợ là gì? Sợ là khi mà các bạn không thể nào mà thay đổi được nó cơ. Ví dụ như sợ chết này, các bạn bị ung thư, các bạn sắp chết thì đấy mới gọi là sợ. Còn nếu mà kinh doanh chỉ và nếu mà mình làm mình chỉ mất đi 5 triệu thôi đúng không? Cũng giống như các bạn khi mà gia nhập Linh Hương, cùng nắm thì mất đi 530.000, 540.000. Nếu đổi lại cái việc nếu như bạn không thành công bạn chỉ mất 540.000, còn thành công bạn sẽ có cả một gia tài lớn giống như Hòa này. Tại sao mà các bạn không thử? Nó đâu có đáng sợ đâu. Các bạn ăn một bữa cũng hết, uống một bữa cũng hết. Mọi người cứ bị nhầm tưởng ấy, cứ nghĩ rằng là kinh doanh đáng sợ lắm, kinh doanh là không thành công. Chính vì mọi người cứ tự vẽ ra nỗi sợ cho riêng mình nên là mọi người mãi mãi cứ không thành công. 7 tỷ 9 Hòa ơi, 7 tỷ 3, 9 tỷ 3 kìa. 3 chưa đúng đâu, 9 tỷ 5 chưa nha. Nhung ơi, cho chị mượn, chị ôm tí tiền mặt cho nó phấn khởi. Thực sự là lâu rồi mọi người toàn chuyển khoản thôi, rất là ít khi được cầm tiền mặt, nên là cảm xúc nó ngày hôm nay nó khác lắm mọi người ạ. Cái cảm xúc mà được ôm đống tiền nó khác hoàn toàn so với việc là nhìn những đồng tiền ở trên màn hình điện thoại.
À, đây 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 đây, em để ra đây để cho mọi người nhìn thấy rằng là 500.000 của mọi người, em không hề hack của mọi người đâu nha, và em cũng không hề bùng của mọi người đâu. Mọi người cứ yên tâm đi, tiền nhiều ở đây thì có, nên là 500.000 chuyển khoản ngay lập tức khi mà các bạn thực hiện đúng yêu cầu của Hương nha. Cái người mà mang cọc tiền này đâu phải của mình đâu. Một chút xíu nữa thì kế toán sẽ nhập vào kho rồi. Mình chỉ được ôm và được cầm ngắm lúc này thôi, nên là tranh thủ phải live stream ngay. Đây là chủ nhân hiện giờ của món tiền này mọi người ạ. Hôm nay mình thanh toán rất là nhiều tiền, cho nên mọi người cứ đoán đi. Đây 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 đây, em xếp ra đây để cho mọi người có thể đếm cọc này. Máy đếm tiền mọi người có nhìn thấy không? Nếu ai mà không nhìn thấy thì gạt cái chữ ra nhá. Bởi vì là mọi người, em để cho mọi người có cơ hội đoán đúng gần đúng nhất đấy. Tránh trường hợp là mọi người đoán quá cao, có người đang đoán mười mấy tỷ kìa. Giới hạn là trên 2 tỷ và dưới 8 tỷ nhá. À dưới 10 tỷ, em bây quên giờ mất. Xuống dưới 8 tỷ đi. Dưới 8 tỷ vẫn thách đố lắm. Bởi vì con số dưới 8 tỷ còn rất là nhiều đúng không mọi người? Em vừa thấy có một bạn đoán là 8 tỷ tư cho nên là... Xin chào Nguyễn Hợp. 8 tỷ tư đấy, bạn ấy tốt tính không mọi người? Nếu mà tốt tính ra em phải cho con số chính xác. Đâu, nếu mà ai đấy ở đây có inbox cho em thì biết đâu em lại cho con số chính xác. Mọi người cứ thử đi. Giống như là ngày xưa thì mình có nghe một cái câu chuyện là trên một cái tờ báo có ghi rằng là ngày hôm nay nếu bạn đến đây bạn sẽ được tôi tặng một chiếc điện thoại. Rất là nhiều người nghi ngờ cái điều đấy. Nhưng mà cuối cùng có một ông ấy đến và cuối cùng ông được nhận một cái điện thoại đấy. Đấy, mọi người cứ thử đi. Vì sao ông được nhận cái điện thoại đấy? Vì người ta không có nói dối. Vào ngày 1 tháng 4 ấy. Người ta không có nói dối. Ai cũng nghĩ là ai cũng nghĩ cái hàng điện thoại này nói dối. Ngày hôm nay cũng vậy. Nếu ai đang nghĩ cái tút của mình là nói dối thì người đấy thực sự là đã sắp đánh mất một cơ hội rất lớn rồi đấy. Ngày hôm nay đi làm công nhân văn phòng các bạn sẽ được 200.000, 300.000 đúng không? Nhưng mà 500.000 là 2 ngày lương đấy. Các bạn hãy cứ chia sẻ đi, chia sẻ nhiều nhất đã được 2 ngày lương rồi. Không cần gì phải quá vất vả cả. Và những bạn nào chỉ cần chia sẻ thôi, ấn nút theo dõi Facebook mình thì sẽ rung đùi chờ cái tip sexy girl này nha, tắm trắng ủ trắng này nhá. Các bạn cứ ủ thì nó sẽ lên khoảng tầm 1 đến 2 tông ngay lần ủ đầu tiên. Cái link của bạn này thì mình đã ghim ở trong tút nhá. Các bạn có thể tìm Facebook của bạn ấy ở trên mình đang ghim ở trên cái status của mình ấy. Mọi người sẽ rất là dễ để có thể tìm thấy. Bạn ấy tên là Lưu Thị Hòa nhá. Vừa có người hỏi là chị tên là gì? Tên là Lưu Thị Hòa em nhá. Cái tên không hề hoa mỹ, vẫn có thị giống như tên chị là Nguyễn Thị Hương. Thì bạn này là Lưu Thị Hòa. Mình là nhà phân phối Linh Hương. Mình là một trong những nhà phân phối ở Linh Hương. Facebook của mình là Lưu Thị Hòa nhá. Hay còn gọi là Hòa Thị Lưu. Mọi người search Hòa Thị Lưu thì nó sẽ dễ ra hơn. Bây giờ còn có tên kiêu sa đấy mọi người ạ. Ngày xưa nó đặt Facebook là hạt rẻ nóng. Thế là khi mà gọi tắt quá thì nó sẽ, người ta sẽ gọi là rẻ. Đấy là lý do mà tại sao bây giờ mọi người gọi mình là rẻ. Đấy là biệt danh của mình. Hạt rẻ nóng nhá, từ rẻ trong hạt rẻ, không phải là rẻ rách nhá. Rẻ rách mà giàu như cô này thì chắc chắn là 2 ngày nương của bốt rồi. Em nhận được lộc 2 ngày nương của bốt rồi, Nguyễn Lương. Sao lại thế nhỉ? Nguyễn Lương, chắc là đã từng chơi game của chị rồi. Thế đã từng chơi game của chị rồi. Bạn nào mà chơi game của mình sẽ thấy là sau khi kết thúc game mình thường là chuyển khoản ngay, hoặc là chậm nhất là trong ngày hôm sau. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì quá nhiều việc, nếu mình không chuyển ngay như vậy mình sẽ rất dễ quên. Và quên mình sẽ không có... Khi mà mình quên ý, thì sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến uy tín cũng như là tâm lý của các bạn. Các bạn không nhận được quà, các bạn sẽ cảm thấy rất là tâm lý. Chị đang ở trụ sở văn phòng công ty, không phải là ở quán cà phê đâu em ơi. Ai dám mang đống tiền này ra quán cà phê? Em có thấy một số người inbox cho em hỏi là mấy tỷ đấy ở đây. Đâu đâu đâu. Đây đây. Mấy tỷ thế bót ơi. Mấy tỷ thế. Gian lận quá, mà nói inbox gian lận quá. Mấy tỷ bây giờ chỉ có hỏi kế toán thôi mọi người ạ. Bây giờ kế toán kiểm tra kiểm đếm xong thì mới biết là mấy tỷ được. Chị đang luyện thép lần thứ 2 nhá. Hôm nay là ngày thứ 4 rồi và đang kết hợp với quá trình là mượn sức gió đông. Ngày hôm nay Hòa, nhờ có Hòa ở đây mà quá trình live stream của chị nó diễn ra thuận lợi hơn. Mọi người live stream, chia sẻ video live stream ủng hộ hai chị em nhá. Chia sẻ video live stream ủng hộ hai chị em. Ôi, cái cảm xúc cầm tiền để mình đếm xem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Chỗ này là 18 cọc, 19 cọc có dư. 19 là cọc là bao nhiêu? Tỷ 9. Ai bảo vậy? Đúng mà. Tỷ 9, đúng.
19 cọc, 18 cọc mới là 1.9 tỷ. Mọi người thấy không? Mang cho mình một đống tiền nhưng mà bây giờ mình hỏi là 19 cọc là bao nhiêu tiền cũng không biết. Mình cũng không biết luôn, để mình lấy bút mình tính xem nào. Ê, để em nhân cho. Để em nhân cho. 100 triệu, 200 triệu, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900 rưỡi. Tỷ 9 à? 900 rưỡi. Sao cái cọc này chị ấy tính là 100, cọc này là 50 triệu mà. Vì 50 triệu cho này nó thành 50 triệu thành 100. Đúng không? Ô thì 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 900. Mọi người ơi, ở đây toàn người cầm tiền tỷ mà còn không tính nổi 19 cọc 50 là bao nhiêu tiền mọi người ạ? Xấu hổ quá. Bây giờ lại còn gọi điện luôn để hỏi để hỏi xem tiền thanh toán là bao nhiêu này. Xin chào gần 1.000 người xem nhá. Cái người hôm nay thanh toán tiền cho mình là nhà phân phối Lưu Thị Hòa. Mình có ghim ở trên status đấy mọi người ạ. Chị Hòa thanh toán 3 tỷ 6, 4 tỷ 8. Chị cũng không biết có đúng không nữa. Một tí xíu nữa thì mới biết được chính xác. Ôi 1.000 người xem rồi Hòa ơi, tranh thủ chào mọi người đi. Xin chào mọi người xem. Mình hiện tại đang ở công ty để thanh toán công nợ cho công ty đây. Đây, mọi người cứ đoán đi. Đoán xem ngày hôm nay mình có thanh toán cho công ty bao nhiêu tiền thì sẽ có cơ hội được nhận 500.000 tiền rồi, mặt. Sẽ được nhận 500.000 tiền mặt và rất là nhiều phần quà giá trị là đây, ủ trắng sexy girl, sexy girl. Mùa hè đúng không? Chúng ta sắp có những cái bạn mà sắp đi học ấy. Các bạn đấy sẽ phải cần một cái làn da trắng hơn để có thể tỏa sáng, đặc biệt là những cái bạn mà vừa thi đại học xong, đi từ quê lên Hà Nội hoặc đi từ quê lên thành phố cũng muốn có làn da trắng hơn thì các bạn hãy sử dụng cái sản phẩm này nhá. Giá thành rất là sinh viên luôn, chỉ có 199.000 thôi. Mình có rất là nhiều ảnh cũng như là video mình up ở bên trên trên tường ấy. Các bạn xem các bạn sẽ cảm nhận thấy là một cái sản phẩm này an toàn như thế nào. Lên tông rất từ từ luôn. Thứ nhất là từ từ này, thứ hai là không hề gây vàng lông, vàng da và cái da của các bạn rất là khỏe. Đây các bạn nhìn da mình sau khi thử này, rất là khỏe luôn và không hề nhìn thấy là cái da xanh hay là da nó chỉ trắng bệch. Da của mình rất là hồng. Đó. Có thấy em không? Đặng Trúc Linh. Chị có phải là Đặng Trúc Linh vừa inbox Lưu Thị Hòa không? Chị thấy một loạt người inbox Lưu Thị Hòa luôn. Ở chỗ này là 950 nhá. Chỗ này là 950, còn cái chỗ kia nữa thì mình cũng chưa biết là bao nhiêu. 1.950. Sao lại 1.950 triệu? Kể cả tiền này à? Không phải đâu, thế nhưng nó nghĩ là cái này là 100.000. Chính là 50.000. 4 tỷ 100. Mình nhắc lại luật chơi dành cho các bạn nhá. Các bạn chỉ cần chia sẻ video về tường thôi và sau đó ấn nút theo dõi Facebook của mình. Một tí xíu nữa mình sẽ up một cái tút lên trên tường. Các bạn chỉ cần chụp cái đoạn mà các bạn đã chia sẻ về tường. Nếu bạn nào mà yêu thích mình hoặc là muốn nhận được quà có thể viết ra những cái tút hay hay ở trên đó. Mình sẽ lựa chọn 10 bạn may mắn nhất để tặng cái tuyết ủ trắng này. Những bạn nào mà dùng nhá mà cảm thấy là cái sản phẩm này có hóa chất độc hại hay là đem đi kiểm tra mà có hóa chất độc hại, em đền bù luôn 10 triệu đồng này. Mọi người nhìn thấy khối văn phòng của công ty em chưa? Cực kỳ đẳng cấp luôn. Ở bên trên Facebook của em up rất là nhiều hình đấy ạ. Mọi người nhìn mọi người sẽ biết là với một cái văn phòng đẳng cấp như thế này không có lý do gì em lại chém gió cũng như là đem uy tín của mình ra, chỉ cược với lại 10 triệu đồng này thôi. Đó, 10 triệu đồng này thứ nhất là để cho mọi người tin tưởng và cái thứ hai là để gì? Để cho mọi người thấy cái tinh thần trách nhiệm của công ty là như thế nào. Không ai có rất là nhiều tài sản lại đi nói để mất đi uy tín của mình đúng không? Chào chị xinh gái, không phải 1 tỷ 5 đâu em ơi. Bạn ấy nói là trên từ 2 tỷ đến 8 tỷ thì phải. 4 tỷ 2 Đặng Trúc Linh ơi. 4 tỷ 2 cơ à, Đặng Trúc Linh. 4 tỷ 5, 2 tỷ 5. Em thấy có một bạn là gọi điện trực tiếp để hỏi luôn. Vậy chứng em inbox thôi, đừng có gọi điện nha. Lộ liễu quá, ai lại đi hỏi đáp án một cách lộ liễu như vậy. Bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất em sẽ tặng 500.000 tiền mặt nhá. Đây, tiền 500 ở đây rất là nhiều. Em sẽ không khoe gần đâu bởi vì sợ rằng Facebook nó sẽ chặn livestream. Sẽ có 500.000 tiền mặt ở đây, có rất là nhiều cọc đây rồi, chả có lý do gì không tặng được chị em 500.000 tiền mặt cả. Và thêm một chút nữa, ai đoán đúng cái số tiền hôm nay bạn ấy tặng. Không phải tặng mình mà đem đến đây để thanh toán thì mình sẽ tặng luôn 500.000 tiền mặt, 1 triệu đồng cùng với lại 19 triệu 900.000
tiền ủ trắng sẽ là một phần quà trong video live stream ngày hôm nay. 19 triệu hay 1 triệu 9 nhỉ? Mọi người thấy không? Toàn đầu óc tiền tỷ nên là tính nhẩm rất là lâu. Bởi vì bây giờ nó có công nghệ rồi, mình làm mình có công nghệ rồi, mình có thể nhân máy móc được. Nhưng mà khi mà live stream này máy không thể thay được mọi người. Phải cố gắng nỗ lực thì mới kiếm được nhiều tiền nhất. 4 tỷ 850. Đặng Trúc Linh ơi, doanh số tháng này 1 tỷ mà vẫn ham hố 500 nghìn à? Phải nhường suất cho bạn khác đi. Tranh thủ BR cho bạn Đặng Trúc Linh luôn. Mọi người có chị Linh 4 tỷ 3. Từ nãy giờ đoán nhiều đã. Chị Linh ơi, inbox cho em đi, em không nói chị đâu. Inbox đi nhưng mà không nói với chị đâu. Em thấy con này gian không? Em thấy con bé này gian không? Mọi người có hỏi rằng là có một bạn có hỏi rằng là Lưu Thị Hòa bạn mặc áo đỏ hay áo đen thì đây em là Lưu Thị Hòa đây. Lưu Thị Hòa đây mọi người ơi, Lưu Thị Hòa là bạn này, còn bạn áo đen này là kế toán của công ty đang kiểm đếm số tiền của bạn Hòa mang đến, còn mình là người mà không được cầm cũng không được đếm. Bởi vì đây, bạn nào như bạn ấy nhắn tin cho em đây. Đây để mình cho mọi người xem nha. Ôi còn nhắn tin văn bản luôn mọi người ạ. Sợ hãi không? Ôi hâm mộ đến mức mà nhắn tin văn bản luôn này mọi người này. Em mặc áo đen hay áo đỏ? Đây. Áo cả đỏ cả đen à, mọi người ạ. Áo bên trong màu đen, áo ngoài màu đỏ nhá mọi người. Em không nghĩ là có những người hâm mộ mà nhắn tin trực tiếp như vậy. Tại sao các chị không nhắn tin cho em? Bạn nào hâm mộ em thì có thể follow Facebook của em là Hòa Thị Lưu nha. Tên của em là Hòa. Đây là Hòa, họ Lưu. Tên đẹp là Thị. Chị Hương vừa tang em vào đấy. Mọi người có thể tìm em qua Facebook là Hòa Thị Lưu nha. Mình đang để ở trên tút ấy, các bạn có thể ấn nút theo dõi nhá và kết bạn với Facebook của Hòa Thị Lưu nhá. Sẽ có rất là nhiều kiến thức bổ ích dành cho những người mà chưa bao giờ kinh doanh online hoặc đặc biệt là những cái bạn mà nghĩ rằng kinh doanh online chỉ là cuộc dạo chơi thôi. À, có nhiều người nghĩ kinh doanh online là cuộc dạo chơi, tại sao em lại đem số tiền lớn như vậy để nhập hàng về kinh doanh online thế? Nếu mà thế thì mình cũng muốn là kể về một câu chuyện kinh doanh của mình. Thì thực sự là mình đến với Linh Hương với số vốn rất là ít ỏi, chỉ có 700.000. Ôi 700.000. 700.000 nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy là cái số tiền mà mình kiếm được nhiều không ạ? Đây. Đây chưa phải là tất cả. Hiện tại thì mình có một cái kho hàng rất là lớn. Một cái kho hàng gọi là kho hàng tiền tỷ rất là lớn. Nhưng mà khi mà mình đến với Linh Hương thì chỉ có số vốn là 700.000 thôi. Cho đến bây giờ thì mình vẫn chọn công ty Linh Hương. Ngay ban đầu thì mình chọn công ty Linh Hương chính bởi vì là mình tin tưởng vào cái sản phẩm mà công ty mang lại. Mình là một cái người đã từng dùng sản phẩm đấy là chị Thơm và mình thấy nó rất là hiệu quả. Mình tin tưởng nó là cái thứ nhất, tin tưởng vào sản phẩm. Cái thứ hai mà mình chọn vẫn đến bây giờ mình vẫn chọn công ty Linh Hương và mình không hối hận khi mà mình chọn công ty Linh Hương. Đấy là mình nhìn thấy được cái ban lãnh đạo công ty, mình nhìn thấy chị Hương Linh Nguyễn, mình nhìn thấy được tổng giám đốc, phó giám đốc hay là những cái ban lãnh đạo công ty rất là hết lòng vì cái thương hiệu và rất là hết lòng vì cái sản phẩm. Cũng như là mình nhìn thấy được một cái định hướng lâu dài từ công ty. Mình tin tưởng vào nó cho nên là mình sẽ luôn gắn bó lâu dài với công ty Linh Hương. Đấy là những cái lý do mà nó gọi là lý do nó. Có rất là nhiều người đang hối lộ em này, muốn đi uống cà phê này. Thực ra ấy, đấy chính là một bài toán mà mọi người có thể đặt lên bàn cân đúng không? 3 năm đến với kinh doanh online, có những người nghĩ rằng kinh doanh online nó chỉ là một cuộc dạo chơi thôi. Không ai nghĩ rằng có thể kiếm được tiền nhiều nhưng từ 700.000 mà có thể mang đến đây. Đúng là số tiền này là số tiền để thanh toán cho công ty sau số hàng nhập trong tháng vừa rồi. Nhưng các bạn phải hiểu này, nếu như bạn ấy ngưng không nhập hàng là số tiền này của bạn ấy. Nên đây chính là cái số vốn của bạn ấy bây giờ có. Từ 700.000 đẻ ra rất rất nhiều, chưa kể nhà này. Mà mình nghe nỏm được câu chuyện là sắp tới mua xe. Mình chỉ nghe được thế thôi, còn bao giờ thì mình không tiện tiết lộ. Thì các bạn mới biết là từ 700.000 khi kinh doanh online nó sinh ra nhiều như thế nào. Thật sự là hôm nay khi mà mình đặt câu hỏi đấy, mình cũng không nghĩ rằng Hòa sẽ trả lời là em nhìn thấy cái sự chuyên nghiệp từ phía công ty cũng như là nhìn thấy cái sự đầu tư của ban giám đốc. Nhưng mà cái mà mình muốn hỏi đến ấy là giống như tại sao từ 700.000 bạn ấy có thể đẻ ra được cái số tiền nhiều như vậy. Hóa ra là vì bạn ấy thứ nhất là tin tưởng và thứ hai là chỉ là cái động lực của bản thân bạn ấy đấy. Mọi người thấy bạn ấy giỏi không? Tự thân một mình nha, không phải là có ông lớn chống lưng đâu. Đừng có nhìn chân dài mà nghĩ có đại gia đằng sau mọi người ạ.
khi trước khi đến với Linh Hương thì mình không có một cái gì, không có một cái gì, nhưng mà sau khi bây giờ mình đến với Linh Hương thì mình hầu như là mình có thể là gọi là mình thích gì mình có thể mua nấy. Mình có nhà và sắp tới thì mình mua xe, và mình có được một cái khối tài sản gọi là tặng nhiều người ao ước. Đấy là cái điều mà mình rất là tự hào. Đấy là đại gia của chính mình rồi. Bây giờ là đại gia của chính mình. Và mình cũng không vậy nghĩ là mình sẽ cần phải một kiếm một cái tấm chồng để lo cho mình, mà bây giờ mình chỉ cần là một cái người mà yêu thương mình là được, chứ không cần phải kiếm một cái tấm chồng mà người ta lo cho mình phải phụ thuộc vào người ta. Như thế thì cuộc đời mình sẽ phải trôi theo cái cuộc đời của người ta. Thực sự là có những bạn vừa nghe câu chuyện của Hòa đúng không? Mỗi người sẽ rút ra được một cái riêng của rất riêng của mình. Thực sự là cô ấy bây giờ đang là đại gia của chính mình. Có những bạn hỏi là tại sao chị không đọc kết quả ngay đi, kế toán còn đang tổng hợp. Mình đến đây, bạn ấy đến đây, bạn ấy không hề thông báo với mình là bạn ấy mang bao nhiêu tiền. Mọi người hiểu không? Bạn ấy không thông báo với mình rằng hôm nay bạn ấy mang đi bao nhiêu tiền. Chính vì vậy nên là mình muốn rằng là nó giống như một đáp án với lại... nó chính như kiểu thắc mắc của mình cũng như là thắc mắc của các bạn ấy. Đoán xong đó thì bạn kế toán tổng hợp xong thì mình sẽ trao quà luôn, chứ không phải là mình biết trước. Mọi người có hiểu ý mình nói không? Bạn ấy mang đến đây rất là bất ngờ luôn. Mình đến đây trong cái trạng thái là ngỡ ngàng. Bởi vì bình thường ấy, các tháng là các bạn ấy cứ chuyển rụp vào tài khoản. Chị ơi em chuyển Agribank này, em chuyển Vietcombank này, em chuyển thế này, thế chuyển thế kia. Chứ không bao giờ mình dám nghĩ là tháng này bạn ý mang tiền mặt. Và cảm giác lâu lắm rồi, cầm vào tiền mặt nó khác vô cùng khác. Mặc dù trong tài khoản vẫn biết là tiền nhảy tinh đấy, nhưng mà vì là bạn ấy cất công xuống đây, đặc biệt là nhìn thấy tiền nó mình cảm giác động lực ghê gớm. 1 tỷ 3, 3 tỷ 7, ôi nhiều đáp án quá. Một tí xíu nữa chờ kế toán tổng hợp đấy nhá. Hết rồi đúng không? Còn đây. Đã hết đâu? Đây đây. Các bạn ơi, cẩn thận bị đánh lừa. Bên trong này vẫn còn nhiều, để mình quay lại lui cho các bạn xem. Còn rất là nhiều. Đang còn rất là nhiều. Đây mới là cái mình thề là lúc mình nhìn cái này, mình cứ nghĩ rằng là mình không nghĩ ở trong này là tiền mọi người ạ. Bây giờ mọi người nhìn này. Chết nhung rồi, quả này đếm hết cái cọc này thì... Wow, mọi người ơi, mình là người ngoài này. Ôi, dã man chưa? Còn nhá, đừng có đếm ở mỗi cái cọc lúc nãy bị phô ra, bây giờ còn đây rất là nhá, nhiều. Mọi người à, ai mà đếm xong mà thấy vẫn chưa... cảm thấy là mình đếm sai, bây giờ đếm lại nhá. Sai. Quả này nhiều người sai lắm, bởi vì tự nhiên ủ một cái đống như thế này. Mọi người ơi, bạn ấy vẫn còn ủ một cái đống nữa đây nè. Để mình quay gần hơn cho các bạn nhìn. Tiền mà nó cứ làm như giấy vụn ấy. Ồ đúng là từ khi mà mình kiếm được tiền thì mình thoải mái hơn. Mình không giống như ngày xưa, mình không phải tiết kiệm hay là mình không cần phải quá là... gọi là quá là coi trọng cái đồng tiền nữa. Bây giờ mình thấy cuộc sống mình nó thoải mái hơn nhiều. Mọi người thấy chưa? Mọi người nhìn thấy chưa? 8 tỷ 5, 4 tỷ 5, ôi, 7 tỷ 3 tỷ rồi. Vừa nãy các bạn ấy rút xuống 2 tỷ, bây giờ là nhảy lên hẳn 3 mấy tỷ, 7 tỷ, 8 tỷ rồi. Nhung ơi cố gắng. Cơ tay. Mình nhắc lại một chút nhá. Các bạn nếu muốn nhận quà của Hương Ninh Nguyễn thì Hương thì các bạn chỉ cần thứ nhất là chia sẻ video livestream về tường, viết một cái tút gì đấy, nói chung là tùy cảm hứng của các bạn thôi. Các bạn có thể viết, có thể không viết, nhưng mà các bạn nếu mà các bạn viết một cái gì đấy hay, biết đâu chạm với cảm xúc của mình sẽ chọn là 10 người ngay may mắn để tặng một cái tweet sexy girl này thì sao. Và sau đó thì những bạn nào mà chia sẻ nhiều nhất mình sẽ tặng 500.000 tiền mặt. Bạn nào đoán đúng số tiền mà ngày hôm nay bạn ấy mang đến thì mình cũng sẽ tặng cho các bạn 500.000 tiền mặt. Trời ơi, mình cũng không biết là ngày hôm nay thanh toán bao nhiêu luôn. Hòa ơi, hôm qua không nói chị nghe là thanh toán bao nhiêu. Đặng Trúc Linh, chị ngồi đây nó còn không bảo, nó còn ủ một cái cặp như thế thì làm sao mà nó nói với em được. Lại có người nữa nhắn tin hả? Mọi người có thể ấn nút theo dõi Facebook của Hòa nhá. Mình sẽ ôm tiền đến gần hơn để mọi người có thể nhìn một cách rõ ràng hơn này. Ôi, để chị ôm lại. Chắc là phải để tách riêng ra. Nhung ơi, đẩy lui cái số tiền chưa đếm này lại. Hòa ơi, đẩy lui số tiền để chưa đếm này. Để cho nó khỏi lẫn tí, nó khỏi đếm đi đếm lại. Trời ơi, khổ thân Nhung. Biết khổ thân mà mang một đống đến đây.
mọi người thấy. Nhưng mà nhìn đống tiền như thế này rất là động lực. Ừ, công nhận động lực thật. Mọi người xem qua live stream sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều như kiểu mình ở ngoài đâu mọi người ạ. À, chị em nào mà muốn kinh doanh online thì có thể follow Facebook của Hòa. Hòa có thể là chia sẻ kinh nghiệm, và bởi vì là Hòa đã kinh doanh cái mặt hàng này suốt 3 năm rồi, và Hòa có đầy đủ cái kinh nghiệm để Hòa có thể đảm bảo hướng dẫn cho mọi người sẽ có thể kiếm được mỗi tháng 2-5 triệu đồng là rất là đơn giản. Và có những đại lý của mình có họ có mức thu nhập rất là cao, thậm chí là 10 triệu, 20 triệu hay là 50 triệu thì hoàn toàn có thể. Thế nên chị em nào mà đang máu kinh doanh có thể follow Facebook của Hòa nha. Không hiểu sao mà nó nói là kiếm 2 triệu đến 10 triệu. Mình thấy có những bạn mua được cả ô tô nữa. Đáng ra phải nói 30 triệu đến 50 triệu mình hoàn toàn có thể hướng dẫn được chứ. Quá là khiêm tốn luôn. Trong khi mang đi số tiền bằng này mà bảo chỉ dạy người ta kiếm được 3 triệu, 5 triệu. Mọi người có tin không? Không em tin đúng không? Em sợ nói như thế mọi người không tin, cho nên là mọi người cứ thử nghiệm đá đi. Rồi mọi người cứ thử nghiệm đá đi, rồi sau đấy mọi người sẽ tin dần dần. Và mọi người sẽ có niềm tin càng... 9 tỷ rưỡi kìa. À vừa nãy em có giới hạn là dưới 8 tỷ nha. Dưới 8 tỷ rồi mọi người ạ. Và đấy, cái đống ở đằng kia nữa là chưa đếm. Để mình gian lận cho mọi người một chút nhá. Ở chỗ này thì mình cũng không biết bao nhiêu cọc 500, nhưng mình biết là có 950 triệu tiền này. 950 triệu. À, Dầu Phạm ơi, nếu như mà em muốn nhận quà của chị nhá, em chỉ cần chia sẻ về tường và viết một cái nội dung gì đó. Sau đó tí xíu nữa chị sẽ up một cái tút. Chị sẽ up một cái tút lên và em chỉ cần chụp cái ảnh, hình ảnh em chia sẻ về em đã chụp lại. Chị sẽ chọn ra 10 người may mắn để tặng. Cái đây là cái tuyết sexy girl này. À, bọn em dù da đen nhì đến đâu, khi mà ủ dùng với lại body linh hương nữa là da của các em sẽ sáng hơn rất là nhiều. Có rất là nhiều bạn khi mà nhìn vào Facebook của chị, và đặc biệt là nhìn vào chị ấy, nhiều người đặt câu hỏi là tại sao dạo này chị Hương dám ăn mặc những cái áo 2 dây, rồi là em thấy dạo này chị tự tin hơn. Đơn giản là bởi vì chị dùng ủ trắng. Khi mà dùng ủ trắng da nó sáng hơn thì nhìn mình cũng tự tin hơn rất là nhiều. Cơ bản là mình tự tin thì mình mới dám mặc. Ngày xưa ai bảo gì á, đen mà, chỉ mặc một màu đen duy nhất thôi, không dám mặc màu khác mọi người ạ. Ôi, em đố mọi người biết là ở đây em đang ôm bao nhiêu tiền. Không đố nữa mà đoán đi có quả. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. 500.000 đấy, không biết 500.000 thế thuộc về ai may mắn đây. Ngày hôm nay mọi người ai mà nhận được 500.000 nhớ inbox cảm ơn Hòa nha. Nhờ Hòa mà các bạn có cơ hội được nhận 500.000 nha. Bây giờ em sẽ đếm cái tờ 50 này nhá, để mọi người có thể giống như kiểu gợi ý ấy. Gợi ý để cho mọi người có thể có đáp án chính xác hơn. Cái chỗ tiền 500.000 này thì mọi người biết rồi đúng không? Em đếm lại này, 100 này, 200 này, 300 này, 400 này, 500, 600, 700, 800, 900. Ơ đâu mất 500.000 rồi Nhung. Đâu mất một cọc 500.000 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô chị vận chuyển từ đây ra đây mất thử một cọc 500.000. Hay là chị đếm nhầm, bây giờ chị đếm nhầm. Đây, nó rơi vào đây. Ôi trời ơi, không phải đếm nhầm mọi người ạ. Đấy, nó mang tiền cho mình, nó còn bảo hay là chị đếm nhầm. Đâu có đếm nhầm đâu, không hề đếm nhầm luôn. Bây giờ đếm lại nha. Ở chỗ này có 950 triệu tiền 50.000. Bây giờ tiền này, hai cái này là 100 triệu. Đúng tự nhiên đếm nhiều. Đấy, tiền nó bị loạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai bảo? Hai cái này là 100 triệu, hai cái này là 10 triệu. Đúng rồi. Gạo nữa thì bán nhà không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chỗ này có 15 cái 10 triệu là 150 triệu. Đúng không? 150 triệu chỗ tiền 50 này, với lại cái tiền 500 này là 950. Mọi người cứ tự nhân vào nhá. Và ở chỗ này có những cái cọc mà chưa hề đếm nữa. 7 tỷ. Trương Hiền ơi, hôm nay chị nhận được tiền rồi nha. Ngày hôm qua nhận được gần 1 tỷ tiền Trương Hiền chuyển khoản cả Agribank và Vietinbank nữa.
May dầu Phạm, em có muốn biết mình có may mắn hay không thì cứ thử chia sẻ video live stream của chị. Sau đó thì nhớ comment ở dưới cái status tí xíu nữa thôi. Chị đăng luôn sau khi chị phát xong trực tiếp này nhá. Cái bạn ngồi bên cạnh chị đây là Lưu Thị Hòa này, bạn áo đỏ này chứ không phải bạn áo đen nhá. Mọi người nhiều lưu ý nhá. Cho cục Trần Quyền không phải cho đâu anh ơi. Nếu như mà cái gì mà đến tự nhiên giống như kiểu người ta ban phát hoặc là mình trúng sổ số ấy, thì mọi người rất là dễ phải trả giá, giống như là đi tai nạn này. Mọi người sẽ thấy là những cái người mà bị người trúng sổ số thường là không hay có những cái kết cục tốt đẹp. Thật sự nếu mọi người đọc ở trên mạng hay là trên YouTube, mọi người sẽ thường thấy như thế. Có những người mà trúng mấy tỷ đồng cơ, nhưng sau đó thì sẽ phải trả giá bằng nhiều cái khác. Bởi vì khi mà người ta không đồng tiền, người ta không tự kiếm được mà từ trên trời rơi xuống, thì người ta sẽ không biết quý trọng đồng tiền. Còn tiền này là do tiền mồ hôi, nước mắt và tiền bán hàng online nhá. Bán hàng online, cái nghề mà mọi người hàng ngày cứ nuốt Facebook chơi ấy, thì em ý coi nó là một công việc kiếm tiền, học hành đàng hoàng. Nhưng mà sau đó thì bọn mình đều là những người bán hàng online hết. Mình cảm thấy là không có gì xấu hổ cả. Thay vì việc là bảo cho anh cục tiền, bọn em sẽ cho anh công việc để anh có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Từ 700.000 mà bạn ấy mang đến đây này, mọi người ạ, mang đến nhà em 700.000, hình như hồi đấy đi vay đúng không? Cái lúc 700.000 đấy là của em, nhưng mà sau khi mà em đã từng bọ một lần rồi. Sau khi mà em đến với kinh doanh thì em có bọ một lần rồi, sau đó em quay trở lại em vay là 1.6 triệu. Nên là em cũng không có tiền luôn. Gọi là giống như là từ tay trắng mà đi lên ấy. Tay trắng đi lên. Thực sự cái bạn này, bạn ấy có bỏ Linh Hương một thời gian, bởi vì lúc đấy bạn ấy chưa biết thực sự khai thác cái thị trường online như thế nào. Nhưng đến khi quay trở lại, mọi người thấy không? Lợi hại hơn rất nhiều lần. Và mình cũng chợt quên mất, nhiều khi mình cũng chợt quên mất là cô ấy đã từng bỏ Linh Hương sau đó lại quay lại cơ. Cho nên là nhân đây mình cũng muốn gọi là muốn chia sẻ với mọi người, muốn nhắn nhủ đến mọi người là có những ai ở đây đang kinh doanh mỹ phẩm Linh Hương hay là kinh doanh bất cứ một mặt hàng nào đấy, nếu mà mình chưa tìm thấy cái mặt hàng phù hợp thì các bạn có thể là tìm đến Linh Hương. Hoặc nếu mà các bạn đang kinh doanh mà đang gặp những khó khăn thì các bạn cứ tự tin vào bản thân mình, cứ cố gắng, chúng ta cùng học hỏi, chúng ta cùng có những cái thay đổi và cùng cố gắng, cùng kiên trì với nó, thì chắc chắn đến một ngày nào đấy các bạn cũng sẽ thành công giống như mình. Và nếu mà các bạn có thêm một cái người mà có thể hướng dẫn các bạn đi trên cái chặng đường kinh doanh của các bạn thì các bạn sẽ nhanh chóng thành công hơn, giống như là mình có một cái người dẫn đường, chỉ lối cho mình ý. Thực sự cái câu chuyện của Hòa nó sẽ hàm chứa rất là nhiều ý nghĩa. Thứ nhất là không, khi mà bạn mệt mỏi nhất, có thể là khi mà bạn cố gắng thêm một chút nữa bạn đã đạt đến thành công. Hoặc là ngay cả khi mà bạn cảm thấy Linh Hương không phù hợp, bạn đã rời đi, nhưng mà đến một lúc nào đấy bạn chợt nhận ra Linh Hương là một nơi lý tưởng thì bạn vẫn có thể quay về. Linh Hương chúng tôi luôn luôn chào đón. Giống như Hòa chẳng hạn, 700.000 lúc đầu là 700.000, sau đó quay trở lại nhập hàng với lại 1.6 triệu. Nếu mà lúc đó không quay trở lại thì đâu có thể Hòa tiền tỷ như ngày hôm nay, đúng không mọi người? Bây giờ có thể tự tin gọi là tỷ phú Việt Nam rồi. Vì nhà cũng là 3 tỷ đúng không? Cũng sẽ là tỷ phú, gọi là tỷ phú. Sau lại chuẩn bị mua xe nữa. Đấy, đem đến một cọc tiền này. Mình đặt mục tiêu là trong vài tháng tới mình sẽ mua một con xe có giá khoảng tầm gần 2 tỷ đồng. Cũng như là cuối năm nay mình sẽ làm một cái event thật là hoành tráng để tri ân cho hệ thống. Cho nên là chị em nào mà đang muốn kinh doanh thì có thể gia nhập hệ thống mình, thì cuối năm nay chúng ta sẽ cùng nhau để đến một cái event thật là hoành tráng nha. Thực ra nói cuối năm thì hơi xa xôi, nhưng mà khi mà mọi người gia nhập team của Lưu Thị Hòa hay là bất cứ một hệ thống nào của Linh Hương, mọi người sẽ được đào tạo. Khi mọi người được đào tạo, mọi người có thể kiếm được tiền cho chính mình. Mọi người sẽ ngày nào cũng giống như một ngày event ấy. Mọi người cứ cảm tưởng như là khi mà không kiếm được tiền, quần áo không dám mua, mỹ phẩm không dám xài, rồi là ngay cả cái tiếng nói ở trong gia đình nó cũng thấp, thì tại sao mọi người không cho mình cơ hội để đổi đời? Và với Linh Hương chưa đến 1 triệu mọi người đã có thể trở thành khách buôn mới rồi. Mọi người chỉ cần lấy 5 sản phẩm cùng loại thôi nhá. 5 sản phẩm cùng loại là các bạn có thể kinh doanh, gia nhập hệ thống. Và với kinh nghiệm mà làm lâu thì các bạn không phải lần mò đường như bọn mình ngày đầu tiên. Ngày trước khi bọn mình kinh doanh, bọn mình phải mò từng bước đi một, bởi vì không ai chỉ cho là kinh doanh online nó sẽ là như thế nào. Nhưng bây giờ đó là kinh doanh online nó là một cái
cộng đồng, là một tập thể sẵn sàng giúp nhau. Bởi vì các bạn đi lên được thì bọn tôi mới đi lên được. Không thể nào bán cho các bạn một đơn sau đó thì xác định không bán nữa. Như vậy thì cái số tiền của mình không thể nào lớn lên được. Một mình chiến đấu không bằng nhiều người chiến đấu. Giúp bạn có sức mạnh thì giống như bạn sẽ vào cùng đội nhóm ấy, sẽ chiến đấu làm cho đội ngũ của chúng tôi càng ngày càng mạnh hơn. Thế là các bạn cứ yên tâm nha. Các bạn bỏ ra 1 triệu mà chúng tôi còn đem đến cho các bạn cái tinh thần trách nhiệm còn hơn cái 1 triệu đấy. Thực ra 1 triệu đấy chưa biết là lãi bao nhiêu, đúng không? Chưa biết là lãi bao nhiêu nhưng mà thấy mình có rất nhiều tinh thần trách nhiệm ở trong đó. Sẽ phải hướng dẫn để các bạn có thể kiếm được 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu. Khi các bạn kiếm được thì bọn tôi mới kiếm được chứ. Mẹ ơi, ngất chị ơi. Không phải ngất đâu em ơi, tiền này là hoàn toàn tiền thực tế đấy. Thậm chí rằng có những người mà người ta, nếu mà các bạn đang kiểu như là đang chưa thực sự tin tưởng hoặc là đang chưa dám thực sức ấy, thì các bạn có thể là xin làm cộng tác viên hoàn toàn không mất vốn, không mất vốn, không mất một đồng vốn nào hết, và các bạn hoàn toàn được đối xử hay là được đào tạo giống chi nhánh. Có những người thì đang comment là mấy con mặt non chẹt. Thực ra bọn mình toàn là những người non hết, nhưng mà làm kinh doanh online bọn mình có thể cầm được cái số tiền lớn như thế này. Cũng có những người mà khi 40 tuổi rồi, 50 tuổi, cái việc ao ước giống như mẹ mình ngày xưa ấy, cái việc mà được cầm 100 triệu, 200 triệu nó giống như một cái gì đấy nó rất là to lớn. Bởi vì người ta không bao giờ nghĩ đến kinh doanh online. Kinh doanh thì mới giàu được và chưa ai nghĩ đến kinh doanh. Có những người ta sẵn sàng chấp nhận làm công ăn lương để được một cái mức lương ổn định ấy. Khi mà thu nhập ổn định thì đúng là có sự an toàn thật, nhưng đồng nghĩa với việc là nó sẽ bị giới hạn. Trong kinh doanh online, bạn cố gắng càng nhiều thì thu nhập bạn càng lớn. Còn có những bạn thì còn bảo là giàu rồi thì làm gì. Thấy Phương Anh Lê, bạn làm gì, đang bán, bọn mình bán mỹ phẩm Linh Hương nhé mọi người. Có những bạn hỏi là giàu rồi thì bán làm gì. Mình phải trả lời như thế này này. Không có cái điểm nào gọi là điểm quá giàu để mà có thể nghỉ ngơi chơi. Con người luôn luôn có sự ham muốn. Khi mà bạn kiếm được 5 triệu, bạn sẽ ham muốn rằng sẽ mua được một cái váy 500 nghìn hoặc 1 triệu đồng. Nhưng khi bạn kiếm được nhiều hơn 100 thì bạn có thể có tiền để phục vụ những nhu cầu cao hơn. Mua điện thoại xịn này, đi xe xịn này, mặc quần áo xịn này. Khi mà bạn có nhiều tiền hơn nữa thì bạn lại muốn ở nhà rộng. Đại loại là khi mình còn ham muốn thì mình sẽ còn kiếm tiền. Thực ra kiếm tiền để phục vụ nhu cầu bản thân đấy gọi là chả có gì sai cả. Mọi người thấy đúng không? Trời ơi, trưa nay đúng cái cảm giác trưa nay của em luôn. Trưa nay khi mà em gọi là trưa nay khi mà em cầm một cái túi tiền này, em nhìn thấy em bảo là trời ơi, sao mình có thể sở hữu một cái túi tiền nó to như thế này. 3 năm trước không bao giờ mình nghĩ là mình có khả năng mà mình cầm được trong tay một cục tiền như thế này, chứ đừng nói là một cái túi tiền nó to như thế. Và cái lúc đấy thì em có chụp hình lại, bởi vì em thấy đấy là lần đầu tiên em có thể cầm, bởi vì trước đây em toàn chuyển khoản thôi, cho nên là em thấy cầm cái số tiền mặt trong tay rất là động lực. Trước giờ toàn chuyển khoản thôi, ít khi mà cầm tiền mặt lắm. Bọn mình bán mỹ phẩm nhá, thương hiệu đây mọi người này, đó logo này. Nếu mà bảo là kinh doanh online là cái sự chém gió thì không biết cái tiền này nó là cái gì, và đặc biệt là văn phòng này nó là cái gì, và cô bé ngồi đây là cái gì. Bọn mình hoàn toàn ở những nơi khác biệt nhau và không có họ hàng gì hết, nhưng kinh doanh online đã nối lại gần nhau hơn nhé. 1.9 tỷ. Có bạn comment là cho em làm với đấy. Bạn nào muốn kinh doanh online thì có thể liên hệ Hòa qua Facebook là Hòa Thị Lưu nha. Đấy. Bạn comment rồi đấy. Mọi người có thể tìm bạn này. Bọn này mà sống ảo thì bán cho ai? Đúng rồi, comment của bạn ý không lịch sự lắm, nhưng mà mình thấy nói cũng khá là đúng. Mọi người có thể quan tâm và thích bạn Lưu Thị Hòa này có thể inbox cho bạn ý nhá. Facebook mình đang tag ở bên trên ý ạ. Thuyết trình tốt xứng đáng với lượng tiền nhiều. Nguyễn Ly, khi mà mình cố gắng càng nhiều thì đồng nghĩa với số tiền mình kiếm được nó không giới hạn. Kinh doanh online nó có một cái lợi thế như thế đấy mọi người ạ. Nó sẽ là một thứ không giới hạn nếu như mà mọi người thực sự cố gắng. Em mình muốn làm kinh doanh online được không ạ? Hoàn toàn được nhá. Chưa đến 1 triệu đồng bạn đã có thể gia nhập kinh doanh hệ thống. Nhưng nếu bạn nào mà bị sợ lừa 1 triệu đấy thì các bạn hoàn toàn có thể làm cộng tác viên. Khi mà các bạn làm, các bạn có trải nghiệm kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ trên online, các cảm xúc nó sẽ rất là tuyệt vời. Sẽ khó có cái gì mà có thể... Đấy, như bây giờ này, mình nghĩ rằng là cái cảm xúc này chắc chỉ có Hòa mới hiểu. 700 nghìn mà đẻ ra con số nhiều như thế này. Cái cảm xúc mà khi cầm cái số tiền này, bản thân mình run lên,
run lên vì sướng. Cho em xin cái túi chị Hòa ơi, túi ba ngang. Đây cái túi này đây. Đi ra đường làm gì ai biết trong túi này được tiền đúng không? Bạn ấy mang đến đây là bạn ấy có vệ sĩ đi theo mọi người ạ. Mình kể cho mọi người nghe, mình bạn ấy mang cái túi đến đây là có vệ sĩ đi theo. Không, mọi người không tin đúng không? Một tí xíu nữa mình sẽ quay mặt cho mà xem. Không phải đến một mình đâu, đến một mình chắc là người ta sẽ giết mất. Vì nhiều tiền thế này cơ mà. Mình cứ đưa thêm một người đi theo thôi, không nhớ may ấy. Vấn đề là gì? Mình nhắc lại thể lệ cuộc chơi một chút nhá. Các bạn chỉ cần chia sẻ video live stream mệt tường này, chỉ cần chia sẻ video live stream mệt tường, bạn đã có cơ hội là một trong 10 người sở hữu Sexy Girl Body Quark rồi. Ấn nút kết bạn tường của mình nhá. Bạn nào muốn kinh doanh online thì có thể inbox hệ thống của mình hoặc là nhà phân phối Lưu Thị Hòa ở đây ạ. Và ngày hôm nay là ngày một ngày rất là tuyệt vời. Tự nhiên cái cảm xúc rất là lạ khi Hòa trực tiếp đem tiền đến tận công ty. Em chia sẻ hơn 100 lần rồi chị ạ. Em chia sẻ hơn 100 lần rồi thì ngồi đây nói chuyện với chị đi. Tranh thủ cái thời gian, mọi người biết là từ lúc em live stream đến giờ bao lâu rồi không? Chỉ vì đếm cái cọc tiền, đáng ra ấy chuyển ngân hàng thì chỉ mất khoảng 1 giờ 1 phút đến 5 phút là cùng. Ký cái loẹt cái ngân hàng nó chuyển cái xịch sang tài khoản luôn. Nhưng mà mang tiền sang đây mất công mất sức, nhưng mà cái cảm xúc nó khác kinh khủng. 3 tỷ 5 không đúng mọi người ơi, 3 tỷ 5 không đúng. Hòa ơi, em thấy em có điểm mạnh nhất là gì? Bản thân em thì em nhận thấy rằng là mình có điểm mạnh nhất là mình dám làm, mình dám lăn xả và mình dám thử sức. Và khi mà mình dám làm thì mình có thể là nhìn thấy cái cơ hội của mình trong cái khi mình làm. Có thể là nhiều người trong chúng ta ở đây đều có cái cơ hội, nhưng mà không ai không biết các bạn tận dụng biết nắm bắt nó. Giống như các bạn cũng có thể thử sức với kinh doanh, nhưng mà các bạn sợ, các bạn không dám. Thì mình là một cái người mà mình nghĩ rằng là mình có thể, đấy là cái cơ hội của mình, mình cứ thử sức đi. Nếu mà được thì mình được như bây giờ đấy. Không được thì chẳng mất gì cả. Rồi, cùng không... nắm thì mất 1 triệu đồng thôi đó. 1 triệu thì mua một cái váy là hết thôi. 1 triệu là bằng 1 phần 10 tháng lương đúng không? Hay 1 phần 5 tháng lương. Nhưng mà cơ hội đổi đời cực kỳ lớn. Thôi ai mà còn run sợ ấy, cách tốt nhất là đừng bỏ tiền ra làm gì. Hãy làm cộng tác viên đi hoặc là inbox đi. Có khi inbox lại thay vì 1 triệu lại nhập 5 triệu, 10 triệu, có khi lại nhập 20 triệu luôn ý chứ. Hệ thống mình có cực kỳ nhiều cái chị mà gia nhập Linh Hương. À, ở team của bạn này sẽ có rất là nhiều chị làm giáo viên nhá. Mọi người phải biết là giáo viên trình độ văn hóa của người ta rất là cao. Và người ta đã được đào tạo bài bản để biết được rằng là cái đấy có thực tế để kiếm được tiền hay không. Thì khi mà mình tiếp xúc với lại hệ thống của Lưu Thị Hòa, mình phát hiện là ở team của bạn ấy rất rất nhiều giáo viên, những người có trình độ cao, dạy cấp 2, cấp 3 nhá. Có một team thì toàn giáo viên không mọi người ạ. Thì mọi người mới biết là bây giờ không có một cái gì gọi là cấm các bạn bán hàng online cả. Chỉ cần các bạn muốn thôi, kể cả giáo viên, công nhân viên chức hoàn toàn có thể bán được. Thậm chí là cộng tác viên, cái chị tổng kim cương của mình là chị có doanh số là 8 tỷ, chị không bỏ một đồng vốn nào ra. Chị không bỏ một đồng vốn nào ra. Hồi mà chị đến với mình là chị làm cộng tác viên. Cho đến khi mà chị bán được doanh số là 20 triệu rồi, là chị một phát chị lên đại lý luôn, từ cộng tác viên nhảy lên đại lý luôn. Rất là siêu. Mọi người nếu mà nghi ngờ về cái điều mình nói, có thể follow Facebook của Lưu Thị Hòa, sau đó thì tìm để cho bản thân mình đủ tin tưởng, sau đó thì hãy làm việc. Những cái người nào mà cái lòng giống như kiểu không tin nó nhiều quá ấy, họ không tin gọi là gì nhỉ? Tin nhiên được bí từ. Tức là nghi ngờ, đa nghi, chưa tin đấy là điều, chưa tin đấy là sự thật thì hãy tìm hiểu xem. 5 tỷ 2, ôi rớt từ 1.000 xuống còn 384 bởi vì quá trình đếm tiền nó lâu quá. Nhung ơi, mày có thể đẩy tiến độ lên nhanh được không? Mọi người làm được thì bản thân cũng làm được ạ. Mọi người phải biết nhá, vị trí giàu có thì nó chỉ chiếm 5% trong cái xã hội thôi, nhưng mà rất là ít người dám bước qua để đi đến cái đích đấy, bởi vì người ta nghĩ chỗ đấy không dành cho mình. Chính vì cái suy nghĩ rằng là chỗ đấy sẽ không dành cho mình nên ra mãi mãi không dành cho các bạn. Các bạn phải nghĩ, các bạn dám bước, dám một lần nghĩ đến chỗ đấy sẽ dành cho mình thì các bạn sẽ được nha. Làm để cho chị làm với Đỗ Huệ ơi, chị có thể inbox em hệ thống em hoặc là Lưu Thị Hòa nhá, để mọi người có thể tư vấn cho chị ạ. Bọn em kinh doanh online. Đây, nhan sắc của Lưu Thị Hòa đây. Mình sẽ ngồi giật ra để cho các bạn xem. Không ngại lăn xả. Phát hiện ra mình sai cái gì là sẵn sàng sửa. Cái điều mà mình tâm phục khẩu phục nhất đấy là cái việc là mọi người phải biết là ngày xưa ấy, em ấy nhả chữ rất là chậm.
em ấy nói rất là chậm và em ấy là người niềng răng nữa, nhưng em không ngại quay live stream, không ngại quay quảng cáo, và đặc biệt là ngay cả việc tiếp xúc với khách hàng em ấy cũng rất là tự tin. Ngày xưa rất là ngại ấy, mình tiếp xúc với em ấy ngay từ thời đầu đến bây giờ, và để mà nghĩ lại cái quá trình ngày xưa mình không dám tin đây là một con người luôn. Viết một bài quảng cáo không bao giờ hết, viết một bài BR không bao giờ hết, nhưng thực sự trong lòng mình là cô bé này nột xác, phải dùng như từ như thế mới đúng. Ngày xưa thì mình đã từng là một cái con bé mà không dám đứng lên thuyết trình. Suốt 4 năm mình học đại học. Ngày xưa mình có học đại học ngành tài chính ngân hàng. Suốt 3 năm mình học cái đại học ngành ngành tài chính ngân hàng ấy thì mình không dám đứng lên thuyết trình. Trong khi những cái bạn bè cùng trang lứa họ có thể sẵn sàng họ lên thuyết trình, mình là cái đứa hầu giống như là gọi là kém cỏi nhất trong cái đám bạn của mình. Thực sự là phải nói là kém cỏi nhất trong đám bạn của mình. Nhưng mà sau đấy thì mình nhận ra rằng là mình cần phải thay đổi. Và mình nhận ra rằng là nếu mà mình không chính tự thay đổi cái con người của mình, cuộc đời của mình, thì thực sự là cuộc đời của mình sẽ đi theo một cái chiều hướng khác, một cái chiều hướng không giống như bây giờ. Và từ một cái đứa mà không dám đứng lên thuyết trình, kén gọn nhất trong đám bạn, thì ngày hôm vừa rồi đây, mình đã dám đứng trước 100 người. Mình đã dám đứng trước 100 con người ở trong Sài Gòn để đứng lên để đào tạo, để chia sẻ những cái kiến thức mà mình rút ra được sau 3 năm kinh doanh. Và mình thấy đấy là một cái bước đột phá rất là lớn. Và cái con người của mình bây giờ hoàn toàn thay đổi sau 3 năm kinh doanh. Thực sự là cũng có rất là nhiều bạn đang comment nói rằng là em muốn gia nhập Linh Hương. Nếu như mà các bạn muốn gia nhập Linh Hương thì các bạn hãy cứ tìm hiểu đi, tìm cho đến bao giờ mình đủ tự tin thì hãy gia nhập. Bây giờ đó đang là thị trường kinh doanh online mà gọi là phi giới hạn, phi khoảng cách. Nếu như mà các bạn không gia nhập thì thực sự rất là phí phạm. Cũng có những người đang đặt câu hỏi là không biết là có đúng sự thật hay không, hay là chúng nó lừa đảo, hay là chúng nó chém gió. Thực ra cái đấy là do các bạn chưa tìm hiểu thôi. Nếu như mà các bạn đã tìm hiểu rồi thì sẽ không bao giờ có những cái phát ngôn như vậy. Có rất là nhiều người mua nhà, mua xe được từ kinh doanh online. Các bạn bán một cái bộ quần áo, các bạn có lãi, bán cửa hàng, tại sao không gọi là lừa đảo, nhưng bán online lại là gọi là lừa đảo. Mình sẽ thay đổi hoàn toàn định kiến của những cái người đang sử dụng online nhé. Làm online nhưng cực kỳ nghiêm túc, và làm online nhưng mà uy tín cực kỳ cao luôn. Nếu mọi người tìm hiểu Facebook của mình thấy không, mình chơi game nào xong mình tặng quà ngay lập tức. Và đặc biệt những cái bạn nào đang ủng hộ game show của mình nè, một tí xíu nữa trúng thưởng cái mình chuyển khoản luôn. Cho các bạn biết rằng là online có thực sự lừa đảo hay không. Các bạn có thể không cầm nắm được bản thân mình, chưa bao giờ gặp gỡ mình, nhưng các hành động của mình nó rất cực kỳ uy tín. Giống như hôm nay này, lịch thanh toán công nợ của công ty, bạn ấy rất là uy tín, đến thanh toán đúng hạn luôn. Tắm trắng nhanh chỉ có nhanh chết. Em không biết là tại sao mà anh lại nói như vậy, nhưng mà em phải công nhận một điều anh nói rất đúng. Tắm trắng nhanh là nhanh chết, nhưng cái này tắm nên rất là an toàn, chỉ nên 1 đến 2 tông thôi. An toàn tuyệt đối và có giấy công bố của Sở Y tế nhá. Em tìm hiểu rồi đây, Linh Hương là số 1. Cảm ơn Lâm Thùy Linh nha. Bây giờ mọi người phải hiểu này, ở trong cái thị trường kinh doanh online này cực kỳ nhiều người thông minh. Mình ngày xưa ấy, khi mà văn hóa cũng như là internet chưa phát triển thì có thể lừa người này lừa người kia được. Nhưng bây giờ là một thị trường mở, và đặc biệt con người, cái kiến thức cũng như cái kỹ năng của người ta được nâng cao rất nhiều. Nếu bạn nói không đúng, không ai nghe. Nếu bạn nói sai, người ta biết ngay rằng bạn nói xạo. Bạn phải nói đấy đúng sự thật thì người ta mới có thể ở lại lâu và xem video của bạn được. Giống như ngày hôm nay, nếu mà mình cầm cái cọc tiền này nếu mà mình cầm là giả, ngay lập tức các bạn sẽ biết ngay lập tức. Và việc mình xuất hàng đi có thật hay không, hay văn phòng này có thật hay không, nếu mà mình nói dối là các bạn sẽ biết. Bởi vì bây giờ cái trình độ cũng như là kiến thức của mỗi người ai cũng cao hết, làm sao có thể lừa dối được nếu như mà mình nói dối, đúng không? Chơi thế nào vậy chị, lâu thế ạ? Thực ra thì không phải, mình cũng không biết là nó sẽ lâu đến thế này đâu. Nỗi khổ là vì bạn ấy mang quá nhiều tiền, kế toán chưa đếm xong, nó khổ là như vậy. Chứ các bạn nghĩ đi, mình nói từ lẫy đến giờ các bạn nghĩ mình có mệt không? Mệt đúng không? Đang làm mà hóng bốt, mệt đúng không? Mình ngồi mình nói quá lâu mình cũng mệt. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì quá nhiều tiền đang phải đếm.
mong một lần trúng quà. Các bạn đi ra ngoài nhá, các bạn xem nhá, các bạn xem những cái danh sách mà nhận được quà game của mình hoàn toàn bốt công khai, và xem những cái người đấy gọi điện thoại xem có đúng là họ được nhận tiền của mình không. Thực sự thì các bạn nếu như mà bạn mua kinh doanh online ở đâu các bạn bị lừa đảo thì đến đây mình đảm bảo với các bạn luôn, chắc chắn với các bạn luôn sẽ không bao giờ bị lừa đảo đâu. Mình đọc luôn trụ sở văn phòng của mình, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội. Ở đây cái khu tổng diện tích khu văn phòng là 1.200 m², lớn nhất trong tổng số các văn phòng ở đây luôn. Mọi người cứ đến, cứ đặt chân đến đây, mọi người sẽ hiểu và cảm nhận xem ở đây người ta có nói dối mọi người hay không. Chị dùng son linh hương tốt lắm, em cảm ơn chị Thành Nguyễn nha. Mọi người thấy không, em đã nói rồi, khách hàng bây giờ rất là thông minh, không ai có thể bắt họ khen sản phẩm nếu như một sản phẩm không tốt được. Bây giờ nếu như mà một sản phẩm bạn đánh nó quá tồi, mình dúi cho các bạn 200.000, các bạn có nói không? Không, đúng không? Đây là trong khi khách hàng của mình hoàn toàn không được đồng nào, vẫn feedback miễn phí. Bởi vì sao? Vì nó quá thích, người ta đánh quá thích thì người ta mới dám nói như vậy. Có những bạn dành cả thanh xuân để phát ngôn bừa. Đúng rồi Khánh Trình, tại vì cả rồi dành cả thanh xuân để phát ngôn bừa và nghi ngờ những người khác, nên cả thanh xuân và cả một cuộc đời nó vẫn cứ quanh quẩn ở cái chữ nghèo. Tại sao mà không nghĩ rằng trong cái xã hội này còn rất là nhiều người đáng tin nhở? Nếu như mà không tin mình, mà không tin, không đặt niềm tin vào người khác thì sẽ rất là khó, sẽ rất là khó để phát triển, cũng như là sẽ khó tìm được niềm vui ở trong cuộc sống. Chơi sao vậy chị? Linh Hương là số 1. Chơi sao là như thế này, mình sẽ nhắc lại nhá. Các bạn vào chơi game của mình chỉ cần thứ nhất là chia sẻ video live stream, ấn nút theo dõi Facebook của mình, thì các bạn đã có cơ hội là 1 trong 10 người may mắn để nhận một phần quà là Sexy Girl. Bạn nào mà đen quá thì có thể dùng cái ủ trắng này nhá. Các bạn dùng nó sẽ lên tông 1 đến 2 tông, không trắng bóc được đâu. Sẽ lên từ từ thôi ạ. Và khi các bạn dùng, các bạn nhớ bôi kem body vào nhá. Và các bạn dùng một bên sáng, các bạn nướt lại dòng thời gian của mình đi. Cách đây khoảng tầm một ngày, tối hôm qua ấy, mình có đăng một video một chân trắng, một chân đen, chân của mình đấy. Đấy là lý do vì mình dùng một bên để mình chứng minh cho các bạn thấy. Mình quay hoàn toàn bằng camera thường luôn, nó dìm cả nhan sắc của cái chân, nhưng mà không sao hết. Không sao hết, miễn là để cho các bạn nhìn thấy màu son chị đánh là màu gì vậy. Son này là son kháng nước nhá. Khi mà mình nói mọi người nhìn này, mình có bị bắn bọt lên đây một chút bởi vì nói nhiều quá mà. Nhưng mà hoàn toàn son không bị trôi và cái nước bọt này nó còn không lăn xuống được bởi vì nó kháng nước cực kỳ cao. Cây son mà chị đang đánh cho chị mượn ở đằng sau với. Đây, cây son mà chị đang đánh là màu đỏ cam nhá mọi người. Chị đánh từ sáng đến giờ rồi, từ sáng đến giờ và bây giờ nó còn mờ mờ như thế này này. Em dành cả thanh xuân để nhận tiền của chị. Ok Trần Văn Úc, hy vọng là chị sẽ có thể chuyển khoản cho em ngày hôm nay. Em không... Chị ơi sao không dùng máy đếm tiền? Máy đếm tiền kia mà em. Em ơi, kia là máy đếm tiền mà. Chẳng qua là chị ngồi đằng sau. Mất một tờ cho nên phải đếm lại. Chị son màu gì vậy? Cây son này là 285.000 nha. Nếu ai mua trong video live stream này, hoặc đặc biệt là inbox mua trong ngày hôm nay, thì mình sẽ tặng cho một serum tế bào gốc dành cho da và serum tế bào gốc dành cho da mặt. Sẽ tặng một dây ruy băng bọc quà và có trong một cái hộp quà sang trọng nhá. Chỉ 285.000 thôi. Mình không định bán son đâu, nhưng mà thấy mọi người hỏi thì mình sẽ quảng cáo luôn. Ở đây thì chỉ có cây son mà mình đang đánh thôi. Không có đủ phun 7 màu đây. Mình cho mọi người xem này, chất son này, đó. Em cũng muốn nhận quà chị. Em chỉ cần chia sẻ video live stream thôi nhá. Nếu em là một trong 10 bạn, em hy vọng là em sẽ là một trong 10 bạn may mắn. Ấn nút theo dõi Facebook của chị nha. Chị làm gì nhiều tiền thế nhỉ? Chị kinh doanh online em ạ. Cái nghề mà các em bình thường các em cũng lượn Facebook giống như đang xem video live stream của chị này. Trong lúc thì các em đang xem video live stream thì chị đang live stream để kiếm tiền đấy. Có những bạn mà hỏi mua màu son của chị, đấy là đã phát sinh ra tiền rồi. Kinh doanh online nó là một cái hay ho như thế. Mình vừa có thể giao lưu với nhiều bạn bè trên cả nước, và đặc biệt là mình có thể bán hàng ngay cả khi mà mình đang vui chơi nhất. Giống như lúc này này, mình đang rất là phấn khích ôm một cọc tiền, chỉ muốn live stream cho mọi người thấy là dùng son thích lắm ạ. Cảm ơn Yến Nguyễn nha. Chỉ muốn khoe với mọi người là ngày hôm nay Hòa nó mang đến thanh toán tiền khá là nhiều, quá là nhiều luôn. Thì lại có những người hỏi son của chị màu gì. Đấy là một hình thức bán hàng. Mọi người phải hiểu là ngay cả khi chơi cũng bán được tiền. Ngay cả khi
Ngay cả khi chơi mọi người có thể bán được, kiếm được tiền. Ngay cả khi các bạn ngủ, các bạn chỉ cần check nằm thôi. Nằm, các bạn không đi, không cần phải đi đến văn phòng, các bạn cũng vẫn kiếm được tiền. Em cũng muốn nhận quà thì thứ nhất, nếu em muốn được nhận 500.000 thì em sẽ đoán xem là số tiền ngày hôm nay các bạn ấy mang đến thanh toán là gì. Nói nhiều quá, mệt quá mọi người ạ. Thực sự mà đến nói từ lẫy đến giờ mà nó vẫn chưa thanh toán, chưa đếm xong nữa. Phương Anh Lê muốn kinh doanh Linh Hương hả? Muốn kinh doanh Linh Hương thì inbox nha. Cái so này giá 285.000, các bạn mua trong video live stream này sẽ được tặng một serum tế bào gốc dành cho da và serum tế bào gốc dành cho da mặt và môi nữa. Mọi người phải biết serum tế bào gốc ở ngoài ấy, họ sẽ bán cho mọi người khoảng tầm 500.000 một nọ, nhưng mà ở đây tặng hai nọ luôn. Tặng để mọi người dùng thử. Nếu mà dùng ngay cả sản phẩm tặng mọi người không thích nhá, mọi người feedback ngay cho em đền ngay mọi người, trả lại ngay mọi người 285.000. Em đang làm cộng tác viên này, cảm ơn Trần Dung nha. Chị đang dùng màu đỏ cam, chị đang dùng màu đỏ cam kim kim ạ. Mọi người thấy không? Em chỉ live stream một chút thôi, rất nhiều bạn hỏi xem là chị đang dùng son màu gì đấy. Chị ơi, tắm trắng như thế nào? Em hóng nhận quà chị, dành cả tuổi xuân để hóng quà chị. Chị hy vọng là có thể tặng được quà cho em. Nhìn răng nó trắng hơn nhiều đúng không? Đây là màu đỏ cam này mọi người. 7,5 tỷ. Bây giờ là không còn ai để nói chuyện với mọi người, thế nên là mình sẽ giao lưu với mọi người, bởi vì mấy em kia đang chốt lại xem số tiền là bao nhiêu. Sắp đến cơ hội trao quà rồi, cố lán lại video live stream nhá. Cố lán lại video live stream để xem em kế toán em mới tính ra xem bao nhiêu tiền. Có những bạn là tưởng đếm tay nên là lâu, đâu phải đâu. Mang đến một cọc tiền như thế kia, đếm máy đàng hoàng, đếm máy nhá. Máy đếm tiền chứ không phải đếm tay đâu mà còn lâu như vậy. Nhà hàng Bạch Tuyết đấy, chị đặt luôn một son ở trên video live stream này. Chị ơi có thể inbox em hoặc inbox hệ thống chi nhánh của Linh Hương nhá. Chị inbox cái mã màu mà chị muốn lấy nữa. Mọi người thấy không? Có những người cứ bảo là ôi chém gió làm gì mà kiếm được nhiều tiền từ bán hàng online. Nhưng mà từ lấy đến giờ em live stream em chưa quảng cáo gì đến son cả. Em chả làm gì mà cũng có những người đặt son xong hỏi chị đánh son màu gì đấy. Đành em phải quảng cáo cái son mà em đang đánh. 3,2 tỷ, sắp có kết quả rồi. Cô ơi mua máy đếm tiền cho nhanh. Con ơi cô có máy đếm tiền đấy chứ? Cô có máy đếm tiền nha con. Em ý đang đếm tiền. Em ý đang đếm tiền bằng máy đấy, không phải đếm bằng tay đâu. Đếm bằng máy mà còn lâu như vậy đấy mọi người ạ. Chẳng qua chị kia chị đếm lại bằng tay, bởi vì cảm thấy khi mà đếm máy là nó sót một tờ. Xem livestream chị nhiều, thấy chị rất hòa nhã và nhiệt tình. Lý do vì sao chị hòa nhã nhiệt tình là bởi vì chị cũng xuất phát từ nông dân và bản thân chị là một người không có tiền. Trước kia chị luôn ao ước sẽ mua được một cái váy. Có lần nhá, chị đi qua phố Chùa Bộc, chị học trường ở chỗ Chùa Bộc. Chị đi qua chỗ Chùa Bộc thì chị nhìn thấy một cái váy rất là đẹp, và cái váy đấy là 200.000. Chị rất là muốn và chị khao khát, và chị nghĩ rằng bao giờ chị đi bán hàng và chị có tiền ấy, tức là chị đi bán hàng thuê, bao giờ chị có tiền thì chị sẽ quay trở lại mua. Đến khi mà mình có tiền thì mình quay lại thì cái váy đấy nó không còn nữa. Nên là bây giờ chị quyết tâm kinh doanh lắm. Khi mà mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao chị làm đến cái tầng này rồi mà vẫn thấy chị máu nửa, là bởi vì mình nghĩ lại những cái cảm xúc ngày đầu tiên. Mình muốn rằng những thứ mình thích là phải mua trong tích tắc. Mọi người hiểu ý không? Mọi người kinh doanh online đi, muốn kiếm 3 triệu, 5 triệu một tháng thì không phải là chuyện khó. Kiếm 100, 200 triệu thì mọi người cần phải nỗ lực nhiều chứ. 20, 30 triệu thì mọi người cũng vừa đi làm vừa có thể kiếm được. Cái điều đấy là cái điều chắc chắn. Bây giờ cái gì mà chả bán thông qua internet đúng không? Các bạn mua quần áo có bao giờ các bạn đến cửa hàng để thử không? Có đúng không? Nhưng mà ít, rất ít. Mình sẽ xem mẫu ở trên cửa hàng đấy trước, sau đó mình mới đến. Đó, bây giờ cái gì cũng internet hết. Nếu mà mọi người không cập nhật xu hướng, và đặc biệt không biết mua hàng qua mạng ấy, thì thực sự là thời gian này mọi người chưa biết mua, thì sau này mọi người sẽ mua. Chắc chắn, mình chắc chắn một điều như vậy. Ngày trước mình chẳng bao giờ đặt hàng qua mạng đâu, nhưng bây giờ cái gì cũng đặt qua mạng. Cái thùng rác nhá, nhân viên của mình còn đặt qua mạng để cho bên công ty kia người ta mang đến. Bây giờ có kết quả đây. Nán lại một chút nhá, 330 người này nán lại một chút nhá. Các em ý đang tính ở đằng kia đây. Đó, đang tính xem là ngày hôm nay bạn ấy mang đến bao nhiêu tiền. Mình cũng chả biết đã mang đến bao nhiêu tiền đâu mọi người ạ.
2 tỷ 3, 7 tỷ 500. Mọi người thứ nhất là chia sẻ video live stream, không cần đoán tiền, chỉ cần chia sẻ video live stream và tí nữa comment sau status sau cái video này, mọi người đã có cơ hội nhận được một tuyếp ủ trắng trị giá là 199.000 rồi. Một trong 10 người may mắn, nếu như mà mình chọn ngẫu nhiên nhá, 10 người. Và nếu bạn nào đoán đúng mình sẽ tặng 500.000 tiền mặt. Bạn nào mà chỉ cần chia sẻ nhiều nhất đã có 500.000 tiền mặt rồi. Nát chị check inbox em nha. Ok Trần Hoài Thu nha. Thực sự ấy, chị không thể nào check hết được tin nhắn, bởi vì bây giờ chị đang có tới 4 nhân viên kỹ thuật để có thể hỗ trợ chị check tin nhắn cơ. Vì một ngày có khá là nhiều người, thứ nhất là hệ thống chi nhánh này, và có cả những cái khách hàng mà hỏi về sản phẩm nữa. Thì một mình chị không thể nào check hết được. Các em chờ một chút nhé, tí chị live stream xong thì sau này 285.000 nhá, mua trong video live stream hoặc là inbox mình mua ngay ngày hôm nay thì sẽ được tặng một serum tế bào gốc dành cho da và một serum tế bào gốc dành cho mặt. Đấy là tặng đấy, và tặng một hộp quà, một túi sách quà vô cùng sành điệu luôn. Để dành tiền xài hàng Ninh Hương, sao phải để dành tiền xài hàng Ninh Hương em ơi? Hàng Ninh Hương giá thành cực kỳ thấp. Rất thấp, bởi vì chị đánh đến những người bình dân để có thể xài được những cái hàng uy tín và chất lượng. Mọi người chờ một chút xíu nha. Từ 1.000 người bây giờ vì đếm tiền lâu quá rớt xuống 300 rồi. Em kia em đang cười bởi vì mình nói nhiều quá từ nãy đến giờ. Nhưng mà không nói cũng không được đúng không? Để cho mọi người ngồi xem một mình ạ. Quỳnh Trang, chị chào Quỳnh Trang nhá. Nhiều xiền quá bốt hơi. Mọi người nghe không? Xin cái thùng để đựng tiền. Mình chỉ thuật lại thôi. Mong một lần được nhận quà từ bốt. Cái này là quà này mình chọn 10 suất là mình chọn ngẫu nhiên nhá. Còn lại thì mình sẽ căn cứ vào ai chia sẻ nhiều nhất. Và đặc biệt là bạn nào mà đoán đúng thì mình sẽ tặng 500.000 tiền mặt luôn ạ. 12 tỷ 700 mình thấy kết quả lại sai sai rồi. 3 tỷ 2 mình cũng thấy sai sai rồi. 7 tỷ 4 mình thấy sai sai rồi. Nhỏ hơn 4 tỷ rưỡi nhá. Mọi người cứ chọn nhỏ hơn 4 tỷ rưỡi. Đến bây giờ là có kết quả ngay rồi đây. Mọi người đang gom tiền gom lúa lại. Và mình sẽ đếm công khai cho mọi người nhìn. Kinh doanh Ninh Hương em có thể làm cộng tác viên không mất vốn nhá. Nếu như mà em, thực ra ấy, chị khuyên một câu thật lòng là em nên bỏ vốn ra. Bởi vì sao? Bỏ vốn thì em lãi suất em sẽ được nhiều hơn và em có động lực bán hàng hơn. Cảm giác mà ôm một đống hàng về nhà sẽ có động lực hơn, cố gắng bán và các em sẽ thấy là lãi suất nó sẽ nhiều như thế nào. Giống như cô bé này này, từ 700.000 mà bây giờ phát sinh ra một số tiền lớn, lớn quá lớn như vậy. Khách của em nói tại sao sản phẩm tốt như thế mà lại rẻ như vậy. Thùy Dương ơi, cái câu này thì chị cũng không thể trả lời được. Mình muốn đem những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng nhưng mà khách hàng lại bảo là tại sao rẻ thế á. Mọi người nhìn thấy không? Lúc đầu đến đây là mặt rất tơn tởn nhưng bây giờ là không thể nào cười được nữa. Bởi vì đếm tiền xong mỏi tay quá, mệt quá. Xin chào Thảo Cherry nhá. Thảo Cherry đang vào hơi muộn rồi. Bây giờ đến phần trao kết quả rồi. Từ từ. Để chị quay máy để cho mọi người xem là mình hoàn toàn ăn thật nói thật. Quay vào thùng. Đây, chị quay vào thùng nhá. Ui. Đây. Đây. Cẩn thận ông Facebook nó chặn sừ mất. Em thấy là mà quay cái này là dễ lắm nên là quay xa xa không. Hôm qua lá bị Hường vừa bị chặn luôn đấy. Mọi người nhìn thấy chưa? Thôi mà em đi không, tí nó Facebook nó chặn. Facebook chặn thì chết. Công việc kiếm tiền nên là mình phải rất là lâng niu và giữ gìn nó. Đó, mọi người nhìn thấy không? Đây. Mọi người nhìn này. Đó. Con số là bao nhiêu Nhung ơi? Công bố đáp án luôn. 2 tỷ 175 triệu. Ai sau giờ phút này em không nhận comment không nhận comment nữa nhá. Đây số tiền đây. Đó, 2 tỷ 175 triệu. Bây giờ thì mọi người biết đáp án rồi đúng không? Mọi người bây giờ chờ em nhá. Để em sẽ thu và cất số tiền này đi, em kiểm tra kiểm đếm lại. Sau đó
thì em sẽ ra để trao quà cho mọi người. Xin chào, chúc 365 người ngày hôm nay sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Và cơ bản là các bạn sẽ tràn đầy năng lượng. Giống như mình ấy, có năng lượng là có tiền, có tiền là có tất cả. Bây giờ trong cuộc sống nếu bảo là không có tiền thì sẽ không làm được gì đâu. Các bạn mua quần áo cũng cần tiền, bỉm sữa cho con cũng cần tiền đúng không? Sau đó thì đi ra ngoài taxi cũng cần tiền, đi gửi xe cũng cần tiền, cái gì cũng cần tiền hết. Nên là chúc các bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Bye bye.